Thực tế có lẽ ngoài Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Sài Gòn thì phần còn lại của V-League đang nghĩ nhiều hơn tới mùa giải năm sau. Thị trường chuyển nhượng đang dần nóng lên và có lẽ sẽ còn nóng hơn nữa trong những ngày tới với sự có mặt của những cầu thủ chất lượng. Bộ đôi ngoại binh Romario và Moses đã chính thức nói lời chia tay với câu lạc bộ Hải Phòng sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Được biết, đội bóng đất cảng đã đưa ra mức đãi ngộ tăng thêm 40% so với những gì bộ đôi này đã nhận được ở mùa giải 2022. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ so với mong muốn của hai cầu thủ này. Cả Romario và Moses đều là trụ cột trong đội hình giành vị trí Á quân V-League của Hải Phòng. Trong đó chân sút người Jamaica gần như chắc chắn sẽ có được danh hiệu vua phá lưới với 17 pha lập công đã có được. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng này đã quyết định không gia hạn hợp đồng với 5 cầu thủ sau mùa giải năm nay là Hoàng Lâm, Trùng Tỉnh, Ngọc Tỉnh, Duy Anh và Văn Cường. Đây đều là những cầu thủ ít được sử dụng, thậm chí có người còn chưa thi đấu một phút nào ở mùa giải 2022. Cũng liên quan đến đội bóng này thì hiện tại câu lạc bộ đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Sơn Ngọc Đức và Ngô Hoàng Thịnh. Không loại trừ khả năng việc gia hạn sẽ được hoàn tất trước khi vòng 26 V-League khép lại. Ở diễn biến đáng chú ý khác, mùa giải hạng nhất 2022 khép lại cũng là lúc hợp đồng của tiền đạo Hà Minh Tuấn với Quảng Nam đáo hạn và các bên đã không đạt được thỏa thuận trong việc gia hạn. Nhiều khả năng điểm đến mới của cựu đội trưởng đội bóng xứ Quảng sẽ là đội bóng cũ SHB Đà Nẵng. Chia sẻ với On Football, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết thông tin ông đã thương thảo hợp đồng với câu lạc bộ Viettel là không chính xác. Ngoài ra, vị chiến lược gia 43 tuổi cũng cho biết thêm, đến hiện tại ông vẫn chưa đàm phán với bất kỳ đội bóng nào sau khi chia tay Công an Nhân dân.